cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, Công an huyện Conrad, Con Rẫy, Con Tum đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ để điều tra. Lực lượng chức năng đã mời NTK, 26 tuổi, chú tỉnh Bình Định, tài xế chở đoàn cán bộ Cục Quản lý Thị trường thành phố Hồ Chí Minh đến làm việc. Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định trước khi xảy ra tai nạn, lái xe ca điều khiển phương tiện vượt một xe đầu kéo đi cùng chiều phía trước, dẫn đến tông vào xe tải biển kiểm soát 81H02799 kéo theo rơ móc, biển kiểm soát 81R01051. Vụ tai nạn khiến xe khách lật nghiêng bên đường, một hành khách thiệt mạng, nhiều hành khách khác bị thương. Hành khách trên xe gặp nạn là đoàn cán bộ nhân viên của cục quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn khách này thuê xe khách di chuyển về thị trấn Măng Đen, huyện Con Plong, Con Tum. Khi đang đi thì xe gặp nạn. Trong ngày 15 tháng 4, 20 người bị thương trong vụ tai nạn giao thông đã được đưa về thành phố Hồ Chí Minh an toàn. Trong số này có 3 nạn nhân bị thương nặng đã được phẫu thuật tại bệnh viện Đa khoa Con Tum. Các bệnh nhân còn lại được chuyển về bệnh viện Trợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh và tiếp tục được nhập viện cứu chữa. Theo bác sĩ Võ Văn Thiện, giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Con Tum thông tin, việc chuyển các nạn nhân được thực hiện theo nguyện vọng của gia đình và lãnh đạo cục quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Phía bệnh viện trợ rẫy thành phố Hồ Chí Minh cũng thông tin về tình hình các nạn nhân bị chấn thương nặng, trong đó có một bệnh nhân đa chấn thương nghiêm trọng đang hôn mê. Có tổng cộng 15 bệnh nhân trong vụ tai nạn được chuyển vào bệnh viện. Tại khoa cấp cứu, sau khi khám lâm sàng và thực hiện các cận lâm sàng, có 6 bệnh nhân được xuất viện, còn lại 2 bệnh nhân nhập khoa chấn thương sọ não, một người nhập khoa tai mũi họng một bệnh nhân nhập khoa ngoại thần kinh và 5 trường hợp nhập khoa chấn thương chỉnh hình. Trường hợp nặng nhất là bệnh nhân NCD 43 tuổi, nhập bệnh viện trợ rẫy trong tình trạng hôn mê, đa chấn thương, đã dẫn lưu màng phổi. Sau khi hồi sức và hội trần ngay tại khoa cấp cứu, các bác sĩ chẩn đoán nạn nhân bị đa thương, gãy xương bả vai, gãy xương sườn số 7 bên phải, tràn máu màng phổi, xuất huyết não. Các bác sĩ chuyển máu và chuyển nạn nhân lên phòng hồi sức tích cực của khoa ngoại thần kinh kết quả CT lần 2 ghi nhận xuất huyết não và phù não có tiến triển. Bệnh nhân được hồi sức, truyền máu, điều chỉnh rối loạn đông máu và thiếu máu. Các bác sĩ đã hội trần để phẫu thuật lấy máu tụ. Hiện tại tình trạng bệnh nhân còn rất nặng. Đối với 5 ca ở khoa chấn thương chỉnh hình, các bệnh nhân bị chấn thương đầu đều đã được sơ cứu và khâu tại Bệnh viện Con Tum. Hai trên 5 trường hợp bị gãy cổ phẫu thuật xương cánh tay và những mảnh gãy có sự di lệch được bác sĩ cân nhắc can thiệp phẫu thuật sớm ba người còn lại bị chấn thương nhẹ hơn, được dùng nẹp để bất động tạm thời các chi bị gãy, một người bị chấn thương các phần mềm. Bác sĩ đánh giá chỉ cần điều trị bảo tồn, không cần can thiệp phẫu thuật. Tại khoa chấn thương sọ não, hai bệnh nhân đều bị thương nhưng tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không có hình ảnh máu tụ. Trong đó, nam bệnh nhân chấn thương nặng sẽ được chuyển khoa chấn thương chỉnh hình để mổ xương, còn bệnh nhân nữ tình trạng nhẹ hơn. Thạc sĩ bác sĩ Dương Quang Minh, khoa chấn thương sọ não bệnh viện trợ rẫy cho biết, Hiện tại, bệnh nhân vẫn tỉnh táo tiếp xúc tốt, không có dấu hiệu thần kinh khu trú. Sáng nay bệnh nhân vẫn tiếp tục được chụp tại CT scan kiểm tra tình trạng sọ não. Dự kiến nếu bệnh nhân này chụp CT không có máu tụ thì có thể vài ngày sau cho xuất viện về nhà theo dõi thêm. Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao vì văn bản của Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp, giám đốc Trung tâm Dịch thuật, Dịch vụ Văn hóa và Khoa học Công nghệ thuộc Liên hiệp các Hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ký giới thiệu người có khả năng cầu mưa nhưng chưa kiểm chứng gửi đến tri cục thủy lợi thành phố Hồ Chí Minh. Người được giới thiệu có khả năng cầu mưa là ông Lê Minh Hoàng, sinh năm 1967, Hà Nội. Liên quan đến vấn đề này, chuyên gia thời tiết khẳng định đây là chuyện buồn cười, thiếu căn cứ khoa học. Bà Lê Thị Xuân Lan, nguyên phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng Thủy Văn khu vực Nam Bộ nói Tôi hỏi ngược lại là có ai tin không? Ai tin bây giờ cầu khấn thì sẽ có mưa và không có thiên tai, có nơi xảy ra lũ lụt. Nơi thì nắng nóng, tuyết rơi dày, làm sao có thể cầu khẩn mà được như ý được. Tôi cho rằng người này đang đánh vào tâm lý của mọi người là khao khát cơn mưa để hạ nhiệt khô hạn và nắng nóng. Ông ấy tự cho bản thân có quyền cầu mưa, đấy là chuyện xa xưa rồi, không thể xảy ra trong cuộc sống hiện đại. Bà Lan lý giải, mưa là hiện tượng về vật lý khí quyển, phải có đủ những điều kiện liên quan đến hoàn lưu khí quyển, nhiệt khối không khí tích tụ lại mới tạo được mưa. Để có mưa vô cùng phức tạp. Bây giờ hơi nước tích tụ lại thành mây, nhưng mây cũng chưa chắc mưa được, phải có động lực chuyển động lên xuống. Vị chuyên gia nêu thực tế Nam Bộ đang ở cuối mùa khô, dục dịch có thể có mưa, không cầu thì mưa vẫn xảy ra nếu đủ điều kiện. Bà Lan nhấn mạnh, nếu cầu khấn mà thành thật thì trên thế giới đâu có đói nghèo. Đây là câu chuyện rất buồn cười, nó không có thật nhưng lại làm mọi người bị hoang mang, hoàn toàn không có cơ sở khoa học. Cùng quan điểm với bà Lan, ông Lê Đình Quyết, trưởng phòng dự báo của Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, dưới góc độ khoa học, thời tiết chưa thể có mưa ngay, ban ngày trời nắng nóng, khô hạn còn tiếp diễn. Nếu có thực hiện công nghệ làm mưa nhân tạo cho Tây Nguyên hay Nam Bộ vào lúc này cũng rất khó thành công. Ông Quyết nói, còn những năng lượng siêu nhiên thì tôi không có kiến thức, không luận bàn. Cá nhân tôi không tin ông Hoàng cầu mưa được. Ông Lê Minh Hoàng cho biết, trước đây từng cầu mưa cho các tỉnh thành như Sơn La, Hà Nội, Bến Tre, Quảng Nam và đã nghiên cứu về việc biến đổi khí hậu từ mấy chục năm nay. Tuy nhiên, ông Hoàng không đưa ra được bất kỳ chứng cứ nào chứng minh cho tuyên bố này. Về nhiều ý kiến cho rằng, việc cầu mưa rất phi lý ở thời điểm Nam Bộ đang nắng nóng đỉnh điểm. Theo ông Hoàng, ông chỉ đặt vấn đề cầu mưa để giúp người dân, còn chuyện mọi người có tin hay không, ông không quan tâm. Khi được hỏi về thủ tục và lễ vật để cầu mưa, người này cho biết thủ tục không có gì dườm ra và ông chỉ làm một mình. Ông Hoàng cũng khẳng định nó giống kiểu một mình cầu mưa và tập trung hướng về cái tỉnh đang bị khô hạn, không cần lễ vật gì hết. Nói về lý do được tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp ký văn bản giới thiệu về người có khả năng cầu mưa cho thành phố Hồ Chí Minh nhưng chưa kiểm chứng, ông Hoàng cho rằng ông chỉ là công dân bình thường, không có tư cách pháp nhân nên cần nhờ đến các đơn vị giới thiệu mình. Ông Hoàng nói, nhiều người muốn làm điều tốt nhưng không đúng pháp luật. Tôi muốn chính thống nên mới xin giấy giới thiệu và cho biết ông chuẩn bị vào thành phố Hồ Chí Minh. Ông Hoàng khẳng định, Tôi vào để giúp cho người dân đỡ vất vả. Tôi chỉ quan tâm đến chuyện làm gì cho bà con bớt khổ. Trước đây, tôi đi cầu mưa, chỗ nào tôi đi cầu cũng được. Trong vòng 4 ngày sau là có mưa. Mới đây, trong cuộc họp báo thường kỳ tháng 1 năm 2024 do Bộ Tư pháp tổ chức, đã có thông tin sơ bộ việc thi hành án vụ Trương Mỹ Lan. Tòa án đã buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi thường hơn 673.000 tỷ đồng cho SCB. Vậy bản án này sẽ được thi hành án như thế nào? Theo đó, ngoài trách nhiệm hình sự là mức án tử hình, bị cáo Trương Mỹ Lan buộc phải bồi thường hàng trăm ngàn tỷ đồng cho SCB. Số tài sản bị kê biên trong vụ án này là khổng lồ, lên tới hàng ngàn bất động sản, khối lượng công việc phải thi hành cũng rất lớn. Vậy cơ quan thi hành án có xây dựng kế hoạch gì cho việc thi hành án? Có khó khăn gì không? Ngoài ra, bà Trương Mỹ Lan còn liên quan đến một vụ khác về trái phiếu với hàng chục ngàn bị hại. Vậy, việc thi hành án dân sự trong vụ SCB có chờ bản án của vụ việc này để xử lý một cách tổng thể hay không? Trả lời cho vấn đề này, ông Nguyễn Thắng Lợi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp cho biết, ngay trong giai đoạn điều tra truy tố xét xử vụ án nêu trên, các tài sản vật chứng đã được chuyển giao cho cơ quan thi hành án, do đó Tổng cục Thi hành án dân sự đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra rà soát tính pháp lý của các tài sản để đảm bảo cho quá trình thi hành án sau này. Ông Lợi nhấn mạnh bản án mới tuyên là án sơ thẩm nên chưa có hiệu lực thi hành án. Trường hợp phần án dân sự nêu tới đây không có kháng cáo, kháng nghị hoặc bản án có hiệu lực pháp luật, việc thi hành án dân sự sẽ được thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Ông Lợi thông tin, sau khi bản án có hiệu lực, người được thi hành án có đơn đề nghị thi hành án thì cơ quan thi hành án sẽ ban hành quyết định thi hành án. Vẫn theo Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thi hành án dân sự, Vụ án Vạn Thịnh Phát có quy mô rất lớn, được sự quan tâm đặc biệt của đảng, nhà nước và dư luận xã hội. Tổng cục thi hành án dân sự đã chủ động chỉ đạo cơ quan thi hành án dân sự địa phương, chủ yếu là cục thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch chi tiết về bố trí nguồn lực thi hành án. Tổng cục cũng chủ động cử cán bộ hướng dẫn công tác thi hành án nhằm sẵn sàng thi hành ngay khi bản án có hiệu lực. Đối với vụ án liên quan đến trái phiếu, ông Lợi cho hay khi có bản án có hiệu lực pháp luật việc thi hành án dân sự cũng sẽ được thực hiện đúng quy định pháp luật. Trước đó, ngày 11 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bà Trương Mỹ Lan và 85 đồng phạm. Bà Trương Mỹ Lan bị tuyên phạt mức án cao nhất là tử hình, 85 bị cáo còn lại là mức án từ án treo đến trung thân. Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử cho rằng, thực tế bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm gây thiệt hại hơn 677.000 tỷ đồng, dư nợ 1.284 khoản vay nhằm rút tiền SCB. Sau khi trừ đi các khoản tiền đã nộp, bị cáo Trương Mỹ Lan phải chịu trách nhiệm số tiền hơn 673.800 tỷ đồng, tương đương dư nợ 1.243 trên 1.284 khoản vay. Đối với 1.122 mã tài sản đang thế chấp tại SCB, Hội đồng xét xử đề nghị SCB phối hợp với C03 Bộ Công an để xác minh tài sản nào của bị cáo Trương Mỹ Lan thì xử lý để đảm bảo việc thi hành án.